Quân sự thế giới hôm nay 13 tháng 10 có những nội dung sau. Mỹ bán tên lửa AIM-9X Block 2 cho Ả Rập Xê Út. Northrop Grumman ra mắt pháo nạp đạn kép M230. Andurin Industries ra mắt UAV tự động cất cánh và hạ cánh thẳng đứng. Army Recognition đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt hợp đồng bán tên lửa AIM-9X Block 2 Sidewinder và các thiết bị hỗ trợ liên quan có trị giá ước tính 251,8 triệu đô la Mỹ cho Ả Rập Xê Út. Theo đó, Ả Rập Xê Út đã yêu cầu mua 220 tên lửa chiến thuật AIM-9X Block 2 Sidewinder cùng các khoang chứa tên lửa, thiết bị hỗ trợ, phụ tùng thay thế. Thỏa thuận cũng bao gồm việc hỗ trợ đào tạo và kỹ thuật nhằm bảo đảm tích hợp thành công các tên lửa này vào hệ thống vũ khí của lực lượng vũ trang Ả Rập Xê Út. AIM-9X Block 2 là tên lửa không đối không dẫn đường bằng hồng ngoại tiên tiến, có tầm bắn khoảng 32 km và được trang bị đầu đạn nổ mạnh, phân mảnh với tốc độ cao, sự chính xác và khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, tên lửa này được đánh giá là vũ khí quan trọng trong các tình huống không chiến hiện đại. Được trang bị hệ thống dẫn đường nâng cấp, khả năng khóa mục tiêu sau khi phóng và khả năng kiểm soát vector lực đẩy được cải thiện, AIM-9X Block 2 có độ chính xác và tính linh hoạt cao hơn khi tấn công các mục tiêu trên không di chuyển tốc độ cao, khiến nó cực kỳ hiệu quả trong cả không chiến tầm gần và các cuộc tấn công ngoài tầm nhìn. Tập đoàn Northrop Grumman, một nhà sản xuất súng cỡ chung, vừa ra mắt pháo M230 Linh Fed cỡ 30 x 113 ly nhằm đáp ứng nhu cầu chiến đấu trên mặt đất và đánh chặn máy bay không người lái. Vũ khí này nổi bật với cơ chế nạp đạn kép tiên tiến, cho phép thay đổi các loại đạn ngay lập tức dựa vào mục tiêu thực tế. Tính năng này loại bỏ việc sử dụng băng đạn hỗn hợp trong một cơ chế cấp đạn đơn, từ đó giúp nâng cao độ chính xác và hiệu quả trong tác chiến bên cạnh đó, cơ chế này cũng giúp đơn giản hóa hậu cần, nâng cao khả năng quản lý đạn dược và cho phép các lực lượng phản ứng với nhiều mối đe dọa khác nhau theo thời gian thực. Dự kiến M230 LF sẽ bắt đầu các cuộc trình diễn bắn đạn thật vào đầu năm sau. Anduril industry vừa ra mắt dòng máy bay không người lái tự động cất cánh và hạ cánh thẳng đứng mới nhằm đáp ứng nhiều nhiệm vụ khác nhau. Theo đó, dòng sản phẩm này bao gồm Bolt chuyên dùng cho các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát cũng như các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Trong khi đó, Bolt M là biến thể tiên tiến cung cấp hỏa lực chính xác với khả năng theo dõi và tấn công tự động. Cả hai mẫu đều thân thiện với người dùng, cho phép người vận hành tập trung vào các quyết định chiến lược thay vì điều hướng. Hệ thống Bolt M được phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại đạn tuần kích có giá thành thấp và dễ sử dụng bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ điều khiển phức tạp như xác định vị trí mục tiêu và tấn công phương tiện này cho phép người vận hành tập trung vào việc ra quyết định